Dạ vâng, Lê Ngọc có theo dõi trong ngày hôm qua thì thưa quý vị, đó là ông John Bolton, ông có một cái buổi nói chuyện ở ngay tại trường đại học Duke ở North Carolina, cách xa Lê Ngọc chắc có lẽ là khoảng từ 5 đến 6 tiếng thưa quý vị. Thì ông có nói đây là một cái nỗ lực mà ông muốn viết về lịch sử và ông cố gắng hết sức. Và ông đang chờ xem những gì bị xóa sau khi mà kiểm duyệt một cái điều đó, khi mà vừa mới nói tuyên bố như vậy. Thì thưa luật sư Duyên, chúng ta nghĩ ở nước Mỹ mà viết một cuốn sách thật sự bị kiểm duyệt khi mà nói lên sự thật hay không? Nhưng mà ông John Bolton thì ông có lên tiếng là ông báo động về việc là chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể kiểm duyệt hoặc là ngăn chặn cái cuốn hồi ký mà nói về hành vi của Tổng thống với lại Ukraine. Và trong đó ngoài cái vấn đề ở Ukraine thì ông có nói về là ông những cái câu hỏi mà liên quan đến Bắc Hàn thì ông không có thể nào trả lời, nhưng mà cái điều này cũng nằm trong cái cuốn sách mà hiện nay ông nghĩ là chính phủ của Tổng thống Donald Trump cũng sẽ xem xét trước khi mà ông xuất bản, vì có những cái quan ngại về trong cái cuốn sách này chứa đựng những cái thông tin bí mật. Thì giữa cái sự bí mật mà để mà về liên quan đến vấn đề an ninh của quốc gia và sự thật, thì thưa với luật sư Duyên, chúng ta nói đến cái vấn đề là ở đâu là có một cái sự công bằng để cho người dân, đó chính là chúng ta cử tri Mỹ được biết sự thật, thưa luật sư Duyên. Cái câu hỏi đó là một câu hỏi mà theo cái tiếng Mỹ nó gọi là $1 million question, một câu hỏi đáng giá bạc triệu. Tức là ở đâu là cái ranh giới. Chúng ta biết rằng nước Mỹ, cái bản tu chính thứ nhất đó, thì nó nói rằng là yes, cái sự thực, cái lịch sử cần phải được viết ra đúng sự thực, đúng lịch sử. Nhưng mà ngược lại đó, về cái vấn đề an ninh quốc gia đó, thì có những cái thông tin mà nó nhạy cảm đến mức độ mà yes, mình lịch sử và sự thực có thể chờ đợi 10 năm, 20 năm, rồi từ từ khi mà mọi chuyện ra rồi xuất bản cũng được. Còn ngay ở cái thời điểm này, nếu mà cái thông tin đó nhạy cảm đến một cái mức độ mà tung nó ra có hại cho an ninh quốc gia đó, thì bên phía bên Tòa Bạch Ốc họ có quyền họ chặn lại. Cái đó là cái thành ra luôn luôn nó mình bỏ lên bàn cân, cái gì cũng vậy, nó có cái thuận lợi mà nó có cái không thuận lợi mà. Vậy thì giữa sự thực, giữa cái lịch sử với lại cái an ninh quốc gia đó, thì chắc chắn là hai bên sẽ tranh biện. Mà hai bên sẽ tranh biện thì bây giờ đối với lại Donald Trump, cái mẹ gì cũng là an ninh quốc gia đó. Thứ nhất là tôi đi đánh góp mà tôi xài tiền của thiên hạ đó, mà hỏi tôi không có đưa là tại vì tôi mà nói lên cái tài chính của tôi là nó có nguy hại cho an ninh quốc gia, và Donald Trump mà nói như vậy đó thì cuồng Trump sẽ đồng ý và cốc cắn cũng viết bài cũng ca ngợi tổng thống là quả cảm. Mà thì cái đó là cái gốc của cái đám phá hoại cái tự do, phá hoại cái sự thực, phá hoại cái lịch sử. Còn cái đám mà họ nói rằng là tôi viết lịch sử, tôi không care gì hết đó, thì họ viết cái sự thực đó, họ cứ viết. Thành ra bây giờ nếu mà qua cái sự kiểm duyệt của Tòa Bạch Ốc, mà chẳng hạn như ông Bolton ổng nói 10 điều, mà bên phía bên Tòa Bạch Ốc nói trong 10 điều này có hết 8 điều nó liên quan tới an ninh quốc gia rồi thì tôi cấm đó, thì luật sư của nhà xuất bản họ sẽ coi lại cái điều đó. Và nếu mà họ thấy rằng là những cái chuyện mà nói là an ninh quốc gia này nó là bullshit đó, thì họ vẫn tiếp tục họ xuất bản, họ thách Tòa Bạch Ốc kiện họ. Tại vì khi mà họ làm họ có trên một cái căn bản pháp lý mà vững chắc đó, họ không sợ ai đó. Muốn truy tố tôi cho truy tố hình sự, muốn kiện theo dân sự tôi cho kiện theo dân sự, mà họ đâu có ngán đâu. Thì bây giờ mình làm một cái scenario, một cái kịch bản cho dễ hiểu nè. Chẳng hạn như là nếu mà trong cái buổi đó mà Donald Trump nói là có quid pro quo, rồi có nói là giữ tiền lại để mà bắt nạt Ukraine, và khi mà ông Bolton ông nói là tổng thống ông đã làm bậy rồi, mà tổng thống lại cự này nọ đó, hai bên choảng nhau đó, thì hỏi rằng những điều đó nó có nguy hại tới cái an ninh quốc gia gì, chứng minh đi. Không chứng minh được đó, thì đây là một bên, thì cái phần còn lại là
lịch sử nó như thế nào, sự thực nó như thế nào, và cái đưa những cái sự thực này, đưa những cái lịch sử này ra đó, nó có cái nó đưa, khi mà mình đưa những sự thực, những cái yếu tố lịch sử đến với công chúng, mà mình làm cho cái đất nước chúng ta nó trong sáng hơn, nó rõ hơn, cái lịch sử của chúng ta nó minh bạch hơn, và cái nền dân chủ của chúng ta nó vững chắc hơn đó, thì tôi tin chắc chắn rằng là cái đám luật sư của nhà xuất bản đó họ sẽ thắng. Thành ra bây giờ tòa Bạch Ốc họ cứ làm việc của họ, nhưng mà tới chừng mà họ đưa ra một cái văn bản đó, thì cái bên bên nhà xuất bản đó, bởi vì chúng ta biết mà, mình mà là một nhà xuất bản, ngoài cái chuyện mà lợi nhuận tiền bạc ra đó, cái chỗ đứng của mình ở trong lịch sử rất là quan trọng. Thành ra nếu mà mình xuất bản được một cái quyển sách mà người ta nói rằng nhà xuất bản này đã đưa ra ra cái quyển sách của Bolton quá hay, thì cái đó, cái uy tín của nhà xuất bản của mình đó, ngoài cái vấn đề tiền bạc ra, nó còn đi vào lịch sử nữa. Cho nên đây là một cái cuộc chiến mà tôi tin rằng là dần dần cái sự thực nó sẽ thắng thế, và người ta, khi người ta đã có sự thực và luật pháp đứng về phía của người ta rồi đó, thì ba cái hù dọa một cách rồ dại của Trump cuồng và cuồng Trump nó chả ăn nhầm mẹ gì hết trơn, họ sẽ xuất bản. Mà chính vì như vậy cho nên cho tới giờ phút này, mặc dù là lời ông tiếng ve nói là đe dọa như vậy đó, mà cho tới giờ phút này là anh Duyên vẫn chưa có nghe nói rằng là cái quyển sách của ông Bolton sẽ bị dời lại. Còn cái chuyện mà rồi rốt cuộc lại đó, chính ông Bolton mà ông nói rằng là ông đứng về phía Donald Trump mà ông không xuất bản quyển sách, mà anh Duyên ngờ cái chuyện nó sẽ không xảy ra nữa, là tại vì ngay bây giờ John Bolton đã có một cái hợp đồng với cái nhà xuất bản Show and Sister rồi, không có thay đổi được, không có dễ gì thay đổi với nhà xuất bản được đâu. Cho nên anh Duyên tin rằng cái quyển sách có thể nó sẽ, những cái yếu tố nào mà cực kỳ quan trọng tới an ninh quốc gia thì họ sẽ chặn lại, còn những cái thứ khác mà đụng chạm tới tổng thống, đụng chạm tới gia đình tổng thống, đụng chạm tới cái đám nha trảo của tổng thống đó, họ cũng sẽ xuất bản y như thường thôi, họ không có ngại cái gì đó. Bây giờ mình dùng cái common sense nè, bao nhiêu người đã đi ra điều trần rồi, những cái thông tin đó nó đã trở thành, giống như anh Duy nói đó, là mình đã biết cái sườn nó rõ như vậy rồi. Như vậy thì thêm một cái câu khẳng định của John Bolton là yes, bữa đó tôi có mặt ở đó và tôi chứng kiến tất cả những cái điều đó, và tôi, nghĩa là Donald Trump đã nói thẳng cái điều này với tôi nè, thì thêm những cái yếu tố đó nó nguy hại gì cho an ninh quốc gia, nói lên một cái sự, những cái lời của một cái thằng rồ đang lãnh đạo tòa Bạch Ốc thì có nguy hiểm gì cho an ninh quốc gia? Thực sự nó có lợi cho an ninh quốc gia, bứng được một cái thằng rồ ra khỏi tòa Bạch Ốc là làm cho đất nước chúng ta rạng rỡ hơn mà. Tại sao tôi sợ? Muốn truy tố thì cứ truy tố, muốn kiện dân sự thì gặp nhau ngoài tòa. Đại khái nó như thế. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa với lại quý vị thính giả, ngoài ra những cái sự kiện mà liên quan đến luật pháp mà luật sư Duyên và Lê Ngọc vừa mới tường trình đến cho quý vị, thì đang có một cái sự kiện từ Tổng thống Donald Trump, một cái thông báo của chính quyền của Tổng thống Donald Trump mới ngày hôm qua thôi, thưa quý vị, cũng đang thu hút rất nhiều những cái sự chỉ trích, cho rằng chính quyền của Tổng thống đang vượt quá thẩm quyền. Sự kiện này liên quan về vấn đề gì, thưa quý vị? Đó là chính là vấn đề xây dựng bức tường giữa biên giới giữa Mỹ, Mexico. Thì trong ngày hôm qua thôi, chính quyền của Tổng thống Trump đã lên tiếng cho biết là sẽ ban hành một cái lệnh miễn trừ luật ký kết hợp đồng liên bang nhằm để mà đẩy nhanh cái quá trình xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Bộ Nội an cho biết là việc bỏ qua những quy định này sẽ cho phép, thưa quý vị, công nhân họ xây dựng 177 dặm của bức tường ở California, ở Arizona, ở New Mexico và Texas trong một cái thời gian ngắn hơn. Thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ miễn trừ 10 điều luật, mà trong đó những điều luật này bao gồm nào là những yêu cầu về vấn đề cạnh tranh mở ra. Quý vị biết là khi mỗi một lần mà có vấn đề xây dựng gì của chính phủ là họ đều phải open in public để cho tất cả những cái công ty họ có thể tới để mà họ gọi là nộp cái vấn đề mà họ muốn xin để mà họ xây dựng. Thì thưa quý vị, nào là họ phải trình bày cái lý do là lựa chọn nguyên vật liệu và nhân sự
cho phép những nhà thầu trước khi mà bắt đầu công việc, thì theo một cái điều luật mà đã được thông qua vào năm 2005, thì lúc đó ông quyền Bộ trưởng Bộ Nội an Chatsworth có quyền hạn để mà ban hành những cái lệnh miễn trừ nhằm mục đích xây dựng những cái rào cản biên giới. Thì chính quyền Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua, họ đã lên tiếng, họ hy vọng là cái lệnh miễn trừ này sẽ cho phép những công nhân hoàn thành 94 dặm của bức tường ngay lập tức trong năm nay. Đó là một cái bước tiến để mà cho Tổng thống Donald Trump, ông có thể hoàn thành cái lời mà Tổng thống Donald Trump đã hứa khi mà ông nhậm chức. Thành thử, quý vị nghĩ đi, những cái vấn đề mà người ta đang nói đến là cái hậu quả của cái post-impeachment, là cái hậu quả sau khi mà vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump, ông đã được tha bổng. Lê Ngọc nghĩ có lẽ là cái quyết định cuối cùng, giống như luật sư Duyên từng nói đến, thì chúng ta biết chính chúng ta là một cái bồi thẩm đoàn rất là quan trọng vào tháng 11 sắp tới. Thưa với lại luật sư Duyên. Và đúng như thế, cái những cái exemption, những cái miễn trừ đó, chẳng hạn như là có những cái điều luật là muốn xây cất cái gì thì phải có cái đấu thầu công khai mà, open bidding, để mà các cái công ty được nhà vô đó. Thì bây giờ nói rằng là miễn trừ cái đó, có nghĩa là chính quyền muốn giao cho công ty nào cũng được đó, thì thôi, bây giờ cái tiền là tiền ở trong tay của tổng thống thì tổng thống cứ làm. Nhưng mà chắc chắn rằng nếu mà mình làm cái tất cả những cái exemption mà tổng thống đang áp dụng đó, nó sẽ tạo ra những cái vấn đề về pháp lý. Cái vấn đề về pháp lý là những cái công ty xây cất khác đó, nếu mà họ nhìn thấy rằng là họ có thể làm tốt hơn với cái giá rẻ hơn trong cái thời gian cũng nhanh như vậy, mà họ không có được cái cơ hội để mà có cái open bidding, cái đấu thầu công khai đó, thì có thể là trong tương lai họ sẽ kiện. Mà nếu mà những cái công ty mà được trúng thầu đó lại là những cái công ty mà đã từng đóng góp cho Donald Trump bằng cái ngõ nào đó, thì sự thực nó sẽ gọi là lộ ra trước ánh sáng rồi. Nhưng mà đây mới là những cái miễn trừ mà nó động chạm tới cái sự sống hàng ngày của con người nè. Là chúng ta biết là dọc theo cái đường biên giới của các cái tiểu bang từ Cali mà mình chạy dọc qua Texas đó, rồi mà cái biên giới mà với Mỹ đó, thì ở nơi đó đó đi qua tất cả nhiều, nó là đụng chạm tới nhiều thứ lắm. Khi mà mình xây tường mà mình phá như vậy đó, là cái hệ sinh thái, chúng ta biết là có những cái nơi mà mình băng qua, những cái khu vực mà có những cái loài thú nó sống tự nhiên, mà khi mà chúng ta phá như vậy đó, là chúng ta hủy luôn cả cái sinh thái ở cái vùng đó. Mà cái sự hủy đó đó, nó không có phục hồi trở lại được nữa. Mà không phục hồi có nghĩa là chúng ta xây cái bức tường, chúng ta phá hoại vĩnh viễn cái ecosystem, cái cân bằng về sinh thái, thì nó tạo ra cái sự xáo trộn. Mà cái sự xáo trộn đó, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái nhà nông, những cái sự sống của những người mà sống nhờ cái hệ sinh thái đó. Thì ngoài cái chuyện mà gọi là thiên nhiên rồi muôn loài này nọ kia, chính những cái người mà sống ở bên cạnh những cái vùng đó họ cũng bị ảnh hưởng. Mà quý khán giả cứ tưởng tượng đi, là nếu mà giả sử mình mà có một cái nông trại ở nơi đó, mà tự nhiên khi mà cài qua để mà xây tường nó, tự nhiên cái business mình mất hẳn, thì cái đó sẽ là những cái vụ kiện mà chắc chắn là trong tương lai người ta sẽ vào đơn kiện. Cái thứ hai nữa là cái nhiều lắm, nhưng mà cái vấn đề văn hóa cũng vậy, là những cơn nhất là những cái sắc tộc da đỏ đó, nhưng mà sống. Tôi hôm qua tôi đang lái xe, tôi nghe ở trên cái đài NPR phỏng vấn một cái bà này là phát ngôn viên của cái sắc tộc da đỏ ở cái vùng đó đó, nói rằng là thật sự người ta sống đó, những cái người da đỏ sống ở trên đó, thì ngoài là cái chuyện canh nông đó, rồi còn buôn bán đổi chác, mà cái chuyện là đi qua đi lại với nước Mỹ, bình thường là họ đi mỗi ngày để mà hàng hóa giao dịch rồi nông phẩm họ trao đổi rồi nữa, tự nhiên bây giờ block một cái là cả một sự sống của một cái làng da đỏ đó bị xáo trộn hết. Quý tín giả cứ mường tượng đi, ví dụ mình đang ở một cái làng quê nào đó của Việt Nam mình,
mình đang cày cấy, mình đang buôn bán mỗi ngày, cứ lên đi ra chợ mua tôm bán cá này nọ, mà có một cái công trình xây cất nào nó ngưng hẳn cái chuyện đó, là cái đời sống của mình nó mất liền tức khắc thôi đó. Thì ai bù đắp cho những cái chuyện đó? Thì đó là những cái vấn đề mà, tại vì chúng ta ở ở xa những cái nơi đó, mình cứ nghe nói là xây tường, mình cứ tưởng là cứ đổ tiền vào thì xây cái bức tường lên là xong thôi. Mình không biết là để mà xây một cái bức tường như vậy đó là bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người dân bị ảnh hưởng vì những cái quyết định đó. Thành ra nếu mà cái quyết định đó mà cứ exam cái gì cũng miễn trừ đó, để mà làm vội cho xong, để mà kịp đi bầu cử đó, thì rõ ràng là chúng ta coi thường cái sự sống của những cái người mà trực diện ở nơi đó chỉ vì lá phiếu cho một người thôi. Thì cái chuyện đó là phải phải suy nghĩ lại rất là kỹ. Những cái người mà không hiểu vấn đề đó cứ nói là tại sao mà chống xây bức tường biên giới, tại sao chống xây bức tường biên giới. Yes, mấy ông ở Virginia hoặc là mấy ông ở ở San Jose thì người ta xây tường, mấy ông vẫn tiếp tục, mấy ông làm cái nghề của mấy ông mà đâu có sao đâu. Chừng nào mà chính gia đình của mấy ông khai khẩn trồng trọt ở ngay những cái mảnh đất đó, mấy ông mới hiểu rằng là cái bức tường xây mà xây bừa bãi theo cái kiểu mà không có lắng nghe thiên hạ đó, là cả sự sống của gia đình người ta, cả cái trang trại của người ta bị gọi là phá sản luôn. Thì mình mới hiểu là cái nỗi căm phẫn nó như thế nào. Còn ngồi ở ở, ở bên ngoài mà nói vào đó thì nói ai cũng nói dễ lắm, nói cũng ngon lắm, là tổng thống là làm những cái điều mà không có tổng thống nào mà dám liều mạng mà làm hết đó. Thì cái điều đó, thì cái đó là suy nghĩ của mấy ông thôi. Trả lời với Leo. Dạ vâng, thưa với lại quý vị, có lẽ là quý vị thính giả đã bắt đầu thấy được cái sự hấp dẫn của bầu cử năm 2020. Thì mỗi ngày đài NVR anh em của chúng tôi lần lượt cập nhật đến cho quý vị. Thì những cái hình ảnh mà nếu mà quý vị để ý trong những ngày cuối tuần này cho tới những ngày đầu tuần, đó là một cái hình ảnh của những ứng viên tổng thống Mỹ bên phía đảng Dân Chủ. Họ đang ráo riết, họ đang tích cực vận động tranh cử ở đâu thưa quý vị? Tại Nevada, Las Vegas. Trong những ngày vừa mới qua, trước khi mà cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở tiểu bang Nevada diễn ra vào ngày 22 tháng 2 sắp tới, là đó là vào ngày thứ Bảy, thì có rất nhiều những cái sự sôi động, những cái sự thay đổi rất là nhanh chóng. Thì bắt đầu khi mà cái kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa rồi đến New Hampshire, để mà chúng ta thấy cái kết quả nó làm cho chúng ta ngạc nhiên, từ ngạc nhiên dẫn đến có thể quý vị sẽ có một cái sự thay đổi trong cái lá phiếu. Nhưng mà cái thời gian từ giờ cho tới tháng 11 thì có rất nhiều những sự kiện trong cái vấn đề này. Thì thưa với lại luật sư Duyên, cũng từ một cái cuộc thăm dò mới nhất vừa mới được đưa ra từ đài NPR là National Public Radio, thì thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont, ông đang vượt lên dẫn trước với một cái khoảng khá xa trong nhóm ứng cử viên tổng thống của bên đảng Dân Chủ. Thì đây là National Poll, có nghĩa là trên toàn quốc của nước Mỹ, ông Bernie Sanders đang có một cái tỷ lệ ủng hộ 31%. Đây là một cái con số mà ông đã được tăng thêm 9% kể từ tháng 12 của năm ngoái. Và người đứng kế tiếp, thưa quý vị có cảm thấy bất ngờ không? Đó chính là cựu thị trưởng của New York, ông Michael Bloomberg, với một cái tỷ lệ ủng hộ là 19%. Do đó, với cái tỷ lệ 19% ủng hộ của toàn quốc, ông Bloomberg, ông đã đủ tiêu chuẩn để ông tham gia vào vòng tranh luận vào tối nay tại Nevada, Las Vegas. Thành thử quý vị theo dõi xem tối nay cái cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ nó sẽ sôi nổi như thế nào, nó sẽ nóng bỏng như thế nào, và chúng ta chờ đợi xem coi ông Bloomberg ông trả lời với những cái sự đối đáp của ông. Lê Ngọc nghĩ thưa với lại luật sư Duyên, chắc chắn các ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ tối nay sẽ nhắm vào ông Bloomberg rất là nhiều. Luật sư Duyên có cái cảm nhận như thế nào? Tối nay chắc Lê Ngọc nghĩ anh Duyên theo dõi cái cuộc tranh luận tại Las Vegas vào tối nay. Thưa quý vị, đó là vào 6 giờ tối giờ của California, giờ của Las Vegas. Thành thử giờ của miền Đông Bắc của chúng ta là 9 giờ tối. Và được biết là, thưa quý vị, sẽ kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ.
đài NBC News và MSNBC, đó là hai cái đài mà họ sẽ chủ trì cuộc tranh luận tối ngày hôm nay. Và đây là cuộc tranh luận lần thứ 9 của các ứng cử viên bên đảng Dân Chủ. Luật sư Duyên có cái cảm nhận như thế nào về tối nay trong cái cuộc tranh luận? Chắc chắn sẽ trở lại với quý khán giả về những cái anh em trong NVR mà Lệ Ngọc với lại các anh khác đó, thì chắc là ngày mai là có tin nóng bỏng rồi. Anh Duyên thì chắc chắn sẽ theo dõi là, nhưng mà cái buổi tối nay đó thì mình đã từng quan sát những cái ứng viên khác rồi, cái người mà cái ẩn số mà mình chưa có, một cái người bí ẩn mà mình chưa có được biết, đó là ông Michael Bloomberg. Thì yes, vì cái sự trỗi dậy của ông đó đang từ gọi là không có được, chúng ta nên nhớ là như thế này, là tại sao mà ông không có tham dự ở Iowa với New Hampshire trong cái lần sơ bộ, chỉ vì là ông Michael Bloomberg đó, ông nhập cuộc rất là trễ, tức là tất cả các ứng cử viên khác đi một cái đoạn đường dài rồi và ông quan sát, ông nói rằng là ông có vẻ như là ông không thấy một cái người nào mà thật sự có thể mà thắng Donald Trump vào tháng 11, cho nên ông mới bắt đầu ông nhập cuộc. Mà vì ông nhập cuộc trễ đó, thì theo cái luật này là do những cái đài MSNBC họ đặt ra, họ làm việc với đảng Dân Chủ rồi họ tự đặt ra đó, là phải đạt được một cái số ủng hộ nào trên toàn quốc đó thì mới được đứng trên sân khấu. Tại vì cái số người đông quá, thoạt đầu là trên 20 người, rồi từ từ bỏ bớt đi nữa cũng trên mười mấy người. Những cái lần sau này chúng ta chỉ còn thấy có 5-6 người đó, là bởi vì cái điều kiện họ đặt ra là phải có bao nhiêu phần trăm ủng hộ trong các cái cuộc thăm dò đó. Thì đó là cái lần cuối cùng, cái lần mới nhất là cái lần ở Nevada kỳ này nè, thì họ nói là phải được ủng hộ trên 10% của 4-5 cái cuộc thăm dò gì về toàn quốc đó, thì cái lần mà cái kết quả sau cùng mà đang chờ đợi đó là, tại vì ông Bloomberg mặc dù ông mới vô mà ông được ủng hộ trên 10% trong tất cả những cái national poll hết rồi. Cái cuối cùng là cái của cái đài NPR mà tôi vẫn thường nghe trên radio, tôi nói tôi hay nghe đó. Thì sáng hôm qua thì NPR sáng sớm họ tung ra cái bản kết quả thăm dò cuối cùng của họ đó, thì ông Michael Bloomberg là được 19% như Lệ Ngọc vừa chia sẻ, như vậy là ông qualify rồi. Vậy thì tối nay ông sẽ tham dự. Cái nhân vật Michael Bloomberg là một cái nhân vật mà tương đối cũng gây nhiều cái lôi cuốn lắm á. Chúng ta biết là tuổi trẻ đó là từ tay trắng làm nên, tới cái khoảng mà ổng mà 40 đó, ổng 40 tuổi thôi, ổng đã là tỷ phú rồi. Thì giống như là ngày hôm qua đó, khi mà hôm chương trình thứ hai, khi mà tôi với Lê Ngọc chia sẻ với quý thính giả là vào cái sinh nhật 40 của ổng đó, thì những cái người nhân viên của ổng đó lại đưa làm ra một cái booklet nói giống như là tư tưởng của Michael Bloomberg đó. Thì cái tư tưởng đó, nó cái cuốn sách đó nó vừa giống như là để mà tôn vinh ổng chút xíu, nhưng mà cũng nói lên cái cá tính ngang tàn của ổng. Mà ổng cũng nói là ổng nói về phụ nữ, ổng cũng nói ngang tàn lắm. Nhưng mà cái sau khi cái đó nó bung ra rồi đó, thì lúc mà ổng ứng cử cho cái chức mayor của New York vào cái khoảng thập niên 2001-2002, cái đầu năm 2001-2002 đó, thì tất cả những cái chuyện đó nó đã đi ra công chúng hết rồi. Như là công chúng cũng biết là tính ông này là bỏ bả, là cũng ngang ngược lắm đó. Nhưng mà tất cả những đó sau khi người ta đã duyệt xong hết thì ổng cũng lại đắc cử. Và ổng chẳng những đắc cử thôi mà ổng đắc cử 3 lần, là ổng làm luôn liên tiếp 3 nhiệm kỳ. Mà trong cái thời mà ổng làm đó thì ổng vừa là một người Cộng Hòa, rồi một người Independent chứ không phải là Dân Chủ. Rồi bây giờ thì ổng thấy tất cả những cái xáo trộn đó, ổng lại đi qua về phía Dân Chủ. Nói như vậy để quý thính giả hiểu một chút xíu về cái nhân vật Michael Bloomberg. Nếu mà ai mà có đọc cái quyển Cuốn Theo Chiều Gió đó, thì
nói trước, trong khi mà mình nói mình viết tiểu thuyết đó, tiểu thuyết nó có khi mà mình dựng dựng nhân vật, nó có nhiều cách dựng nhân vật khác nhau lắm. Mình dựng cái người protagonist có nghĩa là nhân vật chính anh hùng của mình mà, rồi cũng có cái người antagonist là cái vai phản diện. Chẳng hạn như mà mình có ông Batman thì mình có cái anh chàng Joker mà, hai cái nó chính diện với phản diện nó đối nhau, thì nó cũng có cái loại mà mình gọi là antihero đó, tức là một cái, để mà để hiểu rõ cái chữ antihero đó, tôi mời quý tín giả nhớ lại cái chuyện Cuốn Theo Chiều Gió đó, có cái anh chàng Red Butler đó. Cái anh chàng Red Butler này, tức là ảnh không có đủ những cái yếu tố của một cái anh chàng anh hùng. Tức là tôi dùng cái tiếng Việt Nam mình là một tay bạc mạng đó. Lúc đó đó, trong cái quyển mà Cuốn Theo Chiều Gió đó, là để mà gọi là anh hùng đó là những người phải như là Ashley Wills hay là những thanh niên của những cái ở những tiểu bang miền Nam mà đứng lên rồi nói là vì chúng ta phải trung thành với lại những cái nước miền Nam, những cái tiểu bang miền Nam, rồi đấu với quân miền Bắc này nọ. Rồi khi mà quân miền Bắc họ chặn cái ngoài biển đó, tức là không có cho mà cho những cái tiểu bang miền Nam buôn bán làm ăn này nọ đó, thì lúc đó đó có những cái tay mà những tay này họ không có cần biết miền Bắc hay miền Nam, họ không có chính trị gì hết, đối với họ chỉ có kiếm tiền thôi, là tham lợi thôi đó. Thì cái nhân vật đó là cái nhân vật Red Butler trong Cuốn Theo Chiều Gió đó. Thì Red Butler đó là buôn lậu, bán hàng lậu, mua rượu nè, đủ thứ hết trơn á, miễn là có lời thôi. Và trong cái chuyện đó thì tác giả Margaret Mitchell đó nói nghĩa là mô tả Butler, mình thấy nghĩa là mình thấy cái tính cách ngang tàn như vậy đó, nhưng mà đọc dọc theo cái chiều dài của cái câu chuyện đó, mình mới thấy rằng là trong cái ngang tàn, trong cái bạc mạng của anh chàng này đó, ảnh có một cái nguyên tắc, mà cái nguyên tắc của ảnh lại rất là đáng nể. Có nghĩa là yes, ảnh có tiền, ảnh có ảnh xài này nọ, nhưng mà những cái việc của ảnh làm nó lại đem lại cái kết quả mà nó gọi là đem lại kết quả tốt mà. Thì cái đó tự nhiên khi mà tôi nghe cái cách mà ông Michael Bloomberg ổng nói chuyện và cái cách ổng ra tranh cử này nọ đó, thì ổng cũng là lại một cái tay mà theo tôi đó, nếu mà nói là hero thì chắc không phải là hero, nhưng mà là anti-hero, có đầy đủ những cái chất mà bạc mạng ngang tàn đó, nhưng mà rõ ràng là cái việc của ông làm đem lại kết quả tốt. Cái hồi mà ông ở New York đó, thì cái phong trào mà gọi là stop and frisk á, tức là chặn người ta rồi lục soát này nọ, yes, nó có bị hơi quá trớn đến mức độ mà cái số người da đen chịu cái ảnh hưởng đó rất là nặng. Nhưng mà tới chừng 70% những người bị stop và frisk đó thì người ta không có phạm cái tội gì hết. Nhưng mà một mặt thì nó quá đáng cái đó, nhưng mà một mặt là cái mức độ tội phạm ở New York đó nó giảm hẳn luôn. Thành ra nếu mà quý tín giả mà mở cái cuốn luật hiến pháp ra thì có nói về cái chuyện mà stop and frisk đó, rồi từ từ đó thì tòa án tối cao họ cũng nói là stop and frisk về mặt mà hiến pháp, về mặt luật pháp thì không có sai gì cả. Nhưng mà nếu mà đưa ra áp dụng theo cái kiểu mà vì màu da đó thì cái đó nó sai. Thì tôi chỉ nói luật chút xíu thôi. Quay trở lại cái vấn đề của cái ông Michael Bloomberg đó, ông cho tôi cái hình ảnh của một cái tay mà như là ông Red Butler của Cuốn Theo Chiều Gió. Những cái người nào mà đọc chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ hay là chuyện của Cô Gái Đồ Long chẳng hạn đi, thì là Michael Bloomberg đó, cái vai cũng giống như là vai Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn vậy đó, tức là võ nghệ thì ngon lành lắm nhưng mà coi trời đất bằng vung, nghĩa là bực lên một cái là nổ, là chửi trời chửi đất tỉnh bơ thôi đó. Đó là cái nhân vật Michael Bloomberg mà qua cái góc nhìn của tôi. Thành ra trong cái cuộc phỏng vấn gần đây mà tôi được xem đó, thì tôi mới nói là yeah, cũng ba ông đều lớn tuổi hết, ông Donald Trump cũng già, ông Sanders cũng già, mà Bloomberg cũng già, nhưng mà cái tay bạc mạng, cái tay giang hồ này, cái tay tỷ phú này đó, có một cái character nó tương đối, nó đặc biệt, nó stand out. Thành ra
nếu mà mình coi lại cái quá khứ của ổng thì cái quá khứ của ổng không có trong vắt đâu, trong suốt không có đâu, nhưng mà không có lầy lụa theo cái dạng của Donald Trump. Donald Trump là cái dạng lầy lụa của một cái tên, thứ nhất gọi là, nếu mà nói về con gái đó thì là tầm bậy, là ghê ghê tởm rồi. Nói về tiền bạc là ngay cả tiền thiên hạ mà gọi là đóng để mà từ thiện đi nữa đó cũng lọt vô túi riêng của mình, rồi có sẵn sàng bán nước để mà cầu vinh đó, đó là Donald Trump. Còn Michael Bloomberg đó là một cái tay mà tôi làm ăn tôi kiếm tiền, có thể cái cách kiếm tiền của tôi người ta bực mình, nhưng mà tôi không bao giờ tôi làm một cái gì, cho tới bây giờ mình không thấy những cái chuyện mà ở trốn thuế hay là lấy tiền thiên hạ làm tiền của mình nữa. Mà khi mà mình nghe cái chuyện mà ở bên cái hiệp ước bên Paris đó, cái thỏa ước mà về thay đổi khí hậu đó, khi mà Mỹ rút ra đó là Michael Bloomberg lấy tiền riêng của mình, nói rằng là tôi đóng tiền cho nước Mỹ, bỏ tiền vào trong đó. Thành ra đấy, cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh mà yes, không phải là một cái nhân vật mà gọi là mà gọi là 100% là hero đâu, nhưng mà đôi khi vào tháng 11 này tôi nói là không chừng cái tay bạc mạng như vậy nè, tức là yes cũng có một chút xíu chí phèo, nhưng mà phèo hơn chí luôn, tức là lớn luôn cả Donald Trump, thì không chừng đánh bại được Donald Trump cũng có. Thì đó, cái góc nhìn của riêng tôi. Mà còn nhìn lại Bernie Sanders thì cũng là lớn tuổi rồi, nhưng mà bây giờ cái cách đây 4 năm khi mà Bernie Sanders mà gọi là đang tranh cử sát sao với lại Hillary đó, tôi cảm thấy cái energy, cái lửa của Bernie Sanders thật sự trong lòng tôi đó, tôi ước là Bernie Sanders thắng cái hồi thắng bà Hillary năm 2016 để mà đối đầu với Donald Trump. Cái chuyện nó không xảy ra, bà Hillary bà thắng thì bây giờ cũng vậy. Nhưng mà 4 năm về sau này đó, thì từ cái cách trình bày của ông Sanders đó, cái bản chất cũng như vậy, nhưng mà cái chất lửa hình như nó hết rồi. Giữa hai cái hình ảnh mà hai ông cùng lớn tuổi, hai ông già hết đó, thì tôi thấy cái tay mà tiếng Việt Nam mình gọi là còn phong độ đó, tôi thấy ông Bloomberg ông còn phong độ. Nhưng mà thôi, thì cái chuyện mình nghĩ thì mình cứ nghĩ, mà trong toàn bộ quốc gia thì Sanders vẫn dẫn 31% để xem như thế nào. Nhưng mà mặc dù cái chọn lựa của tôi bây giờ cũng chưa rõ là chọn lựa ai nữa hết á, nhưng mà nếu mà giả sử cái một trong hai người, số 1 với số 2 bây giờ mà ra cuối cùng được đảng Dân Chủ chọn đó, thì tôi thấy rằng là giữa ông Sanders với ông Bloomberg đó, cả hai ông đều có khả năng đánh bại Donald Trump vào tháng 11 này. Nhưng mà không phải là chỉ hai ông cứ ứng cử viên thôi nữa, mà chúng ta nữa. Thật sự chúng ta quan sát cái tồi tệ của Donald Trump, chúng ta mới biết rằng là từ lúc Donald Trump đắc cử tới bây giờ đó, Donald Trump không có vươn ra để mà lấy thêm một cái lá phiếu nào ở bên ngoài cái đám cuồng mà nói là da trắng cực đoan, mà nói rằng là chúng tôi là supremacist, chúng tôi là siêu Việt, chúng tôi muốn lấy lại cái nước Mỹ đó. Chỉ cái số đó nó vẫn bám ở đó, và nó ủng hộ Donald Trump thôi. Thành ra nếu mà phân tích giữa ba cái nhân vật mà nổi cộm bây giờ, giữa Donald Trump, Sanders với lại Bloomberg, thì tôi thấy cái khả năng, nếu mà không có cái chuyện gì mà xảy ra bất ngờ đó, thì ngay cả Sanders hay là Bloomberg đều đánh bại Donald Trump hết. Chỉ có một những cái bất ngờ, giống như tôi nói với quý khán giả trong chương trình trước đó, nhiều khi cái dịch coronavirus này nè, nó giúp cho Donald Trump ở một cái ngõ là ngay bây giờ tự nhiên các cái sản xuất nó chậm lại chậm lại chậm lại, cho tới khi mà cái cơn dịch nó vừa qua đó, thì cả thế giới cái nhu cầu là cần phải stock up, cần phải hàng hóa mình đã cạn rồi, mình cần phải sản xuất, mà nhờ như vậy mà sản xuất các cái ngành công nghệ đều sản xuất kinh tế nó lên. Và lúc đó thì Donald Trump, nhờ lúc đó mặt trời lên nhằm cái lúc con gà nó đang gáy, thì người ta tưởng là nhờ con gà cho nên cái mặt trời nó mới mọc, mà thì người ta mới bỏ phiếu cho cái con gà đó, thì con gà nó thắng. Nhiều khi nó như vậy nữa. Cho nên nói đã nói là bầu cử ứng cử thì không có biết được, nhưng mà yes, Lê Ngọc, tối nay hai anh em sẽ theo dõi cái buổi tranh luận, và
cái nhân vật mà mình giống như là trong cái cổ bài nó có cái con Joker đó, thì cái nhân vật mà Michael Bloomberg tối nay để mình xem coi cái bản lãnh của ông này như thế nào, có phải là một cái tay mà bạc mạng như là một cái người mayor của mayor, cái thị trưởng của New York khoảng của năm 2001 hay không đó. Mà nếu mà giả sử tối nay mà những cái sắc bén đó mà vẫn còn đó, thì anh Duyên nghĩ rằng sau cái cuộc debate, cái hướng mà người ta ủng hộ Michael Bloomberg nó cũng sẽ có thể tăng lên nữa. Đây là một cái con đường dài, một cái cuộc tranh tranh tài dài, chạy giống như chạy marathon lắm, chạy dài lắm. Thành ra Iowa, New Hampshire rồi rồi mới tới Nevada thôi đó, cũng chưa có nhiều lắm đâu. Thì ngày thứ bảy này 22 Tây, rồi thứ bảy tới 29 Tây, nhất là vào ngày 3 tháng 3 đó, khi mình gọi là Super Tuesday đó, là cả mười mười mấy tiểu bang, trong đó có cả California gọi là bỏ phiếu đó. Thì lúc đó cái những cái hình ảnh mà gọi là nổi nổi bật lên để vượt ra khỏi đám đông, để mà được đảng dân, để mà đại diện cho đảng dân chủ đó, thì những cái hình ảnh đó mới rõ ra. Nhưng mà rõ ràng cái cuộc nói chuyện tối nay sẽ có cái sức lôi cuốn tự nhiên của nó nhờ cái nhân vật mới là Michael Bloomberg. Trở lại với lại không? Dạ vâng, thưa với quý vị, qua những gì mà luật sư Duyên vừa mới chia sẻ và phân tích gửi đến cho quý vị thính giả, thì Lê Ngọc mong là quý vị thính giả gửi vào những cái comments ở trên YouTube để Lê Ngọc xem coi là cái cảm nhận của quý vị như thế nào về cái nhân vật mà nổi lên một cách rất là bất ngờ, nhanh chóng. Thưa quý vị, đó là ông Michael Bloomberg. Quý vị nghĩ là luật sư Duyên đang có những cái phân tích mà Lê Ngọc thấy nó rất là chính xác, thưa quý vị. Và tiếp lời với lại luật sư Duyên, khi mà chúng ta nói đến kinh tế, cái điều mà thắng lợi trong cái kinh tế vẫn là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng bên cạnh vấn đề kinh tế còn có rất nhiều điều mà Lệ Ngọc nghĩ là đứng là một vai trò, một vị lãnh đạo của một siêu cường và nhất là của nước Mỹ của chúng ta, thì nó còn có những cái khía cạnh quan trọng không kém hoặc là có thể nhiều hơn nữa, thưa quý vị. Đó là vấn đề đạo đức và tài năng. Tiếp lời với Tổng thống, tiếp lời với lại luật sư Duyên, thì Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị về ông Michael Bloomberg. Thì trong ngày hôm qua thôi, thưa quý vị, một cái lời lên tiếng của nhà tỷ phú Bloomberg, ông đã lên tiếng qua lời cố vấn của ông là cam kết ông sẽ bán công ty của ông nếu mà ông thắng được Tổng thống Donald Trump. Thì cố vấn của Michael Bloomberg, đó là ông Tim O'Brien, đã cho biết nếu trở thành Tổng thống Mỹ thì cựu thị trưởng New York, ông sẽ giao tập đoàn, đó là tập đoàn Bloomberg LP, cho một cái quỹ ủy thác. Và cái quỹ ủy thác này sẽ bán công ty Bloomberg LP, đó là một cái công ty mà ông Bloomberg đã xây dựng từ hồi thập niên của năm 1980. Nhưng ông Bloomberg có một cái điều kiện nha, thưa quý vị. Điều kiện này là gì? Là ông đặt ra là công ty Bloomberg LP của ông sẽ không bị bán lại cho nước ngoài hoặc là một quỹ đầu tư tư nhân. Vì sao, thưa quý vị? Ông nói rằng là ông muốn có một cái sự khác biệt hoàn toàn so với lại Donald Trump về một vấn đề, đó là vấn đề xung đột lợi ích tài chính. Nói đến ông Bloomberg thì quý vị biết cái hạng giàu của ông là ông là một nhà tỷ phú giàu đứng thứ hạng 12, đứng thứ hạng 12 tại nước Mỹ. Và ông mô tả là cái việc mà xung đột lợi ích tài chính đó chính là một trong những cái vết nhơ lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Và ông muốn hoàn toàn minh bạch với lại cử tri. Hiện nay thì ông Bloomberg, ông sở hữu một cái khối tài sản lên đến 64 tỷ Mỹ Kim. Con số này gấp khoảng 17 lần so với những gì mà Tổng thống Donald Trump đang có trong tay. Vì Tổng thống Donald Trump, ông có khoảng hình như là hơn 3 tỷ Mỹ Kim. Thì thưa quý vị, ngược lại với những lời cam kết của Michael Bloomberg, thì chúng ta đã thấy là Tổng thống Donald Trump, sau khi mà ông bước vào tòa Bạch Ốc, thì ông chuyển giao tài sản vào một cái quỹ ủy thác, và cho ai? Đó là cho hai con trai của ông Donald Trump kiểm soát. Do đó ông vẫn kiếm được rất nhiều tiền từ những bất động sản của chính ông. Từ cái điều này, thưa quý vị,
chúng ta nhớ tới, luật sư Duyên còn nhớ tới cái lời chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Ông cho rằng là ông Michael Bloomberg thấp hơn ông. Thì Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị, bây giờ chúng ta nói đến cái khi mà nói thấp hơn là cái con số đi nha, thưa quý vị. Ông Michael Bloomberg, ông cao là 5,8. Tổng thống Donald Trump 6,3. Ông Bernie Sanders 6 feet. Ông Joe Biden cũng 6 feet, thưa quý vị. Cái điều mà cái chiều cao thấp hơn, nhưng mà ngược lại thì chúng ta lại thấy là cái số tiền của nhà tỷ phú giàu nhất New York, thì quý vị đã thấy là ông giàu gấp 17 lần so với Tổng thống Donald Trump. Thì giữa vấn đề chiều cao và tài năng, rồi những gì mà chúng ta cảm nhận được ở ông Michael Bloomberg, thì Lê Ngọc nó thấy là cái vấn đề thấp cao này nó hoàn toàn nó sẽ đưa đến một cái điều khác biệt khi mà nói đến vấn đề tài năng và tiền bạc. Cái cảm nhận của luật sư Duyên như thế nào trước khi mà chúng ta tạm biệt với lại quý vị thính giả, thưa luật sư Duyên? Cái cảm nhận ngắn thôi, nếu mà nói về chiều cao đó thì làm cho anh Duyên nhớ cái phim mà 007 điệp viên 007 đó. Thì ông điệp viên 007 nhà mình hình như chắc cũng là 5 feet 8 cho tới 6 feet thôi, mà trong đó có cái anh khổng lồ răng sắt đó. Có cái phim nào có cái anh là khổng lồ răng sắt mà khùng đó? Thì nếu mà nói về chiều cao đó thì Donald Trump chắc cao bằng cái anh khùng răng sắt đó đó. Còn những cái người mà người ta có đức độ, trí tuệ và có tài năng đó thì như là điệp viên 007 vậy đó. Thì cứ dùng cái hình ảnh nó so ra là thấy liền thôi. Là thành ra có những cái đầu rất là bề ngoài đó, cái đầu thì rất là dồ lên, to lên, cao lên, nhưng mà nếu mà nói rõ ràng mà đo kỹ cái đầu đó thì anh Duyên cũng đã nói rồi rằng là có nhiều người có hai cái đầu mà đầu nào cũng tệ hết trơn đó. Thì có hình ảnh đó là hình ảnh của Donald Trump đó. Cho nên yes, quý tín giả rảnh coi lại cái phim Điệp viên 007, tìm dùm cái tay mà cái anh khổng lồ răng sắt mà cái mặt ngu đó, với lại so với lại cái nhân vật chính là điệp viên 007, để mà so cái chiều cao để mà ca tụng Donald Trump cho nó đúng. Mà trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, đó là câu chuyện vui, những cái giây phút rất là ngắn ngủi với sự so sánh của luật sư Duyên mà Lê Ngọc thấy nó rất là thú vị. Xin kính chào luật sư Duyên và chào quý vị thính giả. Xin chào.